Ở Vạch Xuất Phát, một người chơi có nhiệm vụ xoay vòi voi 10 lần liên tục, sau đó đi catwalk đến vị trí đặt bóng bàn và sử dụng trái bóng ném đập sàn một lần nảy vào chiếc giỏ gắn trên đầu đồng đội của mình. Người anh em, chị em song sinh còn lại phải di chuyển thật khéo léo để đón được càng nhiều bóng càng tốt. Kết thúc thời gian 2 phút, đội chơi nào có số bóng hợp lệ nhiều hơn sẽ là đội giành chiến thắng với 30 điểm tuyệt đối đến từ khách mời. Đội thua không có điểm. Phần thi này, cả hai đội sẽ chơi cùng một lúc. Chúng ta chỉ có 2 phút mà thôi. Xin mời cả hai đội vào vị trí. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Ra khỏi đường biên luôn vậy trời. Rồi, không được vượt qua vạch nha. Rồi, chưa hợp lại rồi. Đưa một trái rồi kìa. Cố lên. Chỉ một nhịp thôi, chỉ một nhịp thôi. Cố lên, cố lên. Thật chính xác nào. Cao lên tí nữa. Cố lên. Cố lên. Chúng ta có thấy được là Tú Nguyên đang thu hoạch được 2 trái bóng rồi. Hay quá, đội đàn trai bằng điểm rồi, 2 trái rồi kìa. Đừng quay. Chậm mà chắc. Đúng rồi. Hay quá, mọi người. Ném bóng, bổng lên nào. Gần được rồi kìa. Hay quá. 3 trái rồi, yeah. 4 trái rồi, 5 trái rồi. Cố lên. Thời gian sắp hết rồi. 5. Hay quá. 3. 2, 1, hết giờ. Phải dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho cả hai đội chơi. Quá xuất sắc. Lúc đầu em tưởng đâu cái việc đón bóng nó dễ. Ai về không có dễ, nó mệt hơn là cái việc xoay ở chỗ. Mà chị cũng bị đánh giá sai lầm nữa. Nghĩ là nam là sẽ chiến thắng thì cao sẽ thuận lợi hơn. Ai về đâu hai ba lùng này. Quá dữ luôn. Hai chị em nắm, họ nhà nắm thì đón quá dữ. Quá dữ luôn. Cứ cô chị quăng là hứng chụp. Bình thường thì hai bạn ở nhà có chơi thể dục thể thao cùng với nhau không? Ở nhà lúc trước thì em có đi tập võ khoảng hơn 2 năm thì dạ taekwondo. Vậy là Huynh có tập taekwondo không? Dạ không, em chơi bóng rổ. Ủa ngộ vậy? Sao không tập cùng? Dạ tại vì nếu mà tập cùng thì mấy võ sư thì không biết được thì kêu ai luôn. Tại vì người này tập là người kia cảm nhận được rồi. À đúng rồi, à hấp thụ võ công. Còn còn hai chị em nhà họ Uyên. Em không tập gì hết. Không tập gì hết rồi, nãy xoay 10 vòng vậy, cảm giác nó làm sao nè? Chóng mặt. Chóng mặt. Mệt. Bây giờ đếm của đội đàn trai trước là được mấy trái nè. 1 2 3 4 5 Rồi. Có làm đó không được không? Có làm đó không được. 5 trái, chúc mừng các bạn. Còn bây giờ hai chị em Phương Nguyên và Tú Nguyên, mấy trái nào? 1 2 3 4 5 Trời ơi, nhiều quá rớt luôn. 6 Và chúc mừng các bạn, với 6 trái là thắng hơn đội bên đây là 5 trái. Các bạn được cộng thêm 30 điểm nữa, nâng tổng điểm của mình lên 90 điểm. Còn hai chàng trai, Huynh và Đệ vẫn bảo toàn được số điểm là 70 điểm.